Cháu gái của ông Hoàng Cải Lương Vũ Linh tiết lộ tình trạng sức khỏe của cậu mình và lý do ông không muốn xuất hiện. Thời gian vừa qua, ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng Vũ Linh hạn chế xuất hiện trước khán giả. Ông cũng không tham gia ca diễn ở các chương trình như trước vì tình hình sức khỏe đang chuyển biến khá xấu. Hình ảnh gần đây nhất của ông là khi đến viếng cố nghệ sĩ Bạch Mai trong ngày giỗ đầu tiên. Trông ông gầy guộc xanh xao và rất tiều tụy khiến ai nấy xót xa cho tượng đài nghệ thuật một thời. Cháu gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là nghệ sĩ Hồng Phượng tiết lộ tình trạng hiện tại của cậu ruột. Liên tục những ngày trước, cậu Năm rất mệt, bây giờ sức khỏe của cậu tốt hơn, cả nhà đều mừng. Sau 7 tuần điều trị nặng nề nhất, cậu Năm đang tẩm bổ để lấy lại sức khỏe. Cậu hơi ốm nên không muốn xuất hiện trước mặt mọi người vì hình ảnh không được đẹp. Cậu rất nhớ khán giả, rất nhớ sân khấu. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Hồng Phượng hạnh phúc cho biết, ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng luôn giữ tinh thần lạc quan khi điều trị bệnh. Gia đình luôn túc trực bên cạnh ông mọi lúc. Tôi với mẹ đã về nhà ở cùng cậu trước khi cậu bị bệnh. Gia đình vẫn bên cạnh chăm sóc cậu suốt thời gian cậu ở nhà. Có con cháu quây quần, cậu cũng thấy vui hơn nhiều.